Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu xanh đan cho bé quai ngang như thế này. Ở cái phần đế giày mình không dán đế mà mình chập đôi hai mặt đế len lại với nhau để cho cái chiếc giày nó được cứng cáp hơn. Thì dụng cụ gồm có len miêu cô tông, kim móc mình dùng kim móc hai đầu số 4, kéo cắt len và một hạt nút dùng để may vào cái phần quai này. Thì ở đây mình đã móc sẵn hai mẫu mặt đế như thế này. Ở clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế này, mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp link tham khảo nha. Bây giờ mình sẽ chập đôi hai mặt đế này lại để cho cái phần đế nó cứng cáp hơn. Thì sau khi móc đến cuối hàng của cái mặt đế, các bạn móc vào cái chân móc bên cạnh này, móc vào đây một mũi dời. Sau đó ta chập đôi hai mặt đế lại. Các bạn canh cho mình hai cái mặt đế này, canh cho hai cái mặt đế này nó ngang bằng với nhau như thế này. Sau đó các bạn dùng kim đâm vào cái chân móc kế bên cái chân móc mà mình móc mũi dời của cái mặt đế thứ nhất á. Móc vào đây, cái chân móc này, đâm kim vào đây. Đồng thời đâm kim vào cái chân móc ở phía sau. Cái chân móc của mặt đế thứ hai á là cái chân móc này nè. Sau khi trên kim đã có hai cái chân móc, các bạn móc cho mình vào một mũi dời ở đây. Tiếp tục đâm kim vào cái chân móc kế bên, cái chân móc kế bên của cái mặt trước á, của mặt đế đầu tiên, đâm kim vào, đồng thời đâm kim vào cái chân móc kế bên của cái mặt đế ở phía sau. Đâm kim vào đây. Móc cho mình một mũi dời. Ở cái chân kế bên cũng móc cho mình một mũi dời vào hai cái chân kế bên của hai mặt đế. Đâm kim vào hai chân móc này, sau đó móc một mũi dời. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại, các bạn chập đôi như thế này, móc cho mình tương tự cho đến cuối hàng. Cho đến cuối hàng. Hai chân móc chập lại, sau đó móc một mũi dời vào hai chân móc. Làm tương tự cho đến cuối hàng. Hai chân móc chập lại, móc một mũi dời vào hai chân móc. Sau khi móc mũi dời vào các cái cặp chân móc như thế này thì ta đã chập đôi được mặt đế lại, chập đôi hai mặt đế như thế này. Các bạn tiếp tục kéo len và cắt len. Dùng kim đâm vào cái chân móc mũi dời á, đâm vào cái chân móc mũi dời cuối cùng, sau đó kéo cái sợi len ra phía sau. Các bạn giấu cái phần len thừa này vào trong mũi móc. Sau khi giấu len ta được một mẫu mặt đế như thế này. Thì đây là cái mặt sau của cái hàng móc mũi dời nè. Đây, cái mặt trước ở đây. Các bạn nhìn cho mình vào cái hàng móc ngoài cùng này. Đây là cái mặt trước của hàng móc mũi dời nè. Đây là mặt sau nè. Ta bắt đầu móc lên cái phần thân ở cái mặt sau của đế giày nha. Các bạn chọn cho mình một điểm ở đây. Chọn một điểm ở đây. Sau đó các bạn canh đối xứng cho mình một điểm ở phía bên này. Canh cho mình đối xứng. Đây là cái phần hở ngón chân của cái chiếc giày nha. Các bạn đánh dấu cho mình hai cái mũi móc này. Ta bắt đầu móc lên phần thân từ điểm này. Đưa sợi len ra mặt trước của mặt đế. Sau đó đâm kim vào cái chân móc mà mình đánh dấu ban đầu á, đâm kim vào đây, móc và kéo len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào chân móc vừa móc một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép. Tương tự chân kế bên cũng một mũi nửa kép. Móc tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cái điểm mà mình đánh dấu ở phía bên này. Đây là cái điểm này. Mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Sau khi móc được các cái mũi nửa kép cho đến cái điểm mà mình đánh dấu ở phía bên này. Đây. Cái hàng nửa kép như thế này. Cái phần còn lại ở đây là cái phần để hở ngón chân ra. Thì bây giờ ta sẽ tiến hành móc cái phần quai ngang ở đây, cái quai ngang phía này.
Từ cái điểm này các bạn móc lên cho mình 11 mũi móc xích. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sau khi móc được 11 mũi móc xích như thế này, các bạn móc vào cái chân đối diện bên này. Đây, móc vào cái chân đầu tiên này. Móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục đâm kim vào cái chân kế bên, móc cho mình một mũi dời vào cái chân móc này. Quay ngược đầu móc lại. Móc cho mình vào các cái chân móc của cái hàng móc xích này, móc vào cái chân đầu tiên 2 mũi móc đơn. 2 mũi móc đơn cùng chân. Các cái chân móc còn lại, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Làm tương tự cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Ở cái chân móc cuối cùng của cái hàng móc xích này, móc vào cái chân cuối cùng 2 mũi móc đơn cùng chân. Là cái chân móc này, móc vào đây 2 mũi móc đơn cùng chân. Sau khi móc xong thì ta được 13 mũi móc đơn ở cái hàng móc này. Các bạn luồn kim ra phía sau cái sợi dây móc, đâm kim vào cái chân móc kế bên này, đâm kim vào đây, luồn từ phía sau đâm kim vào cái chân móc này. Đâm kim vào đây, móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục luồn kim ra phía sau mũi móc, đâm kim vào cái chân móc kế bên, móc một mũi dời vào chân móc kế bên. Tương tự luồn kim ra phía sau và đâm kim vào cái chân móc kế tiếp. Móc vào chân móc kế tiếp một mũi dời. Ta móc tiếp cái hàng móc tiếp theo từ cái chân móc này. Các bạn móc vào cái chân móc đầu tiên của cái hàng móc đơn phía dưới này. Móc vào cái chân móc đầu tiên một mũi khép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi khép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi khép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng bên này. Mỗi chân móc móc một mũi khép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được các cái mũi khép đơn cho đến cuối hàng, thì ở cái phần thân phía dưới này, cái phần thân này, các bạn bỏ qua cái chân móc này, bỏ qua chân móc này và móc vào cái chân kế bên này. Móc vào đây cho mình một mũi dời. Đây, móc vào cái chân móc này, cái chân móc kế bên này một mũi dời. Tiếp tục móc một mũi dời vào cái chân móc bên cạnh. Chân móc kế tiếp cũng móc một mũi dời. Quay ngược đầu móc lại. Móc vào các cái chân móc ở phía dưới này. Móc vào đây cho mình mỗi chân móc móc một mũi khép đơn vào mỗi chân móc. Đây, đây là cái chân đầu tiên. Cái chân đầu tiên của cái hàng khép đơn ở phía dưới. Móc vào một mũi khép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi khép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi khép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi khép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc các cái mũi khép đơn cho đến cuối hàng, các bạn cũng luồn kim ra phía sau cái chân móc. Luồn kim ra phía sau này, bỏ qua cái chân móc này và móc vào cái chân kế bên. Đây, các bạn luồn kim ra phía sau cái chân móc. Luồn như thế này, bỏ qua cái chân móc đầu tiên này và móc vào cái chân kế bên một mũi dời. Móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục đưa kim ra phía sau của mũi móc, móc vào cái chân móc kế bên một mũi dời. Tương tự luồn kim ra phía sau mũi móc và móc vào cái chân kế tiếp một mũi dời. Quay ngược đầu móc lại.
móc vào các cái chân móc của hàng tiếp theo này, móc vào đây mỗi chân móc, móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng thì ở cái phần thân này các bạn cũng bỏ qua cái chân móc này, bỏ qua chân móc này, móc vào cái chân móc kế bên, chân móc này, móc vào đây cho mình một mũi dời. Tiếp tục móc vào cái chân bên cạnh một mũi dời. Móc thêm một mũi dời nữa vào cái chân kế bên. Quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên của cái phần thân ở phía trên này. Móc vào đây một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự các cái mũi móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng, các bạn cũng luồn kim ra phía sau mũi móc cho mình. Bỏ qua cái chân móc đầu tiên và móc vào cái chân kế bên, móc vào chân móc kế bên cũng luồn kim như thế này cho mình. Đâm kim từ phía sau ra. Sau đó móc vào đây một mũi dời. Tiến hành kéo và cắt len. Các bạn dùng kim đâm từ phía trong ra ngoài của cái chân móc mà mình vừa móc mũi dời á, kéo cái sợi len vào phía trong. Sau đó giấu sợi len thừa vào trong cái mũi móc. Giấu len thừa vào trong mũi móc. Thì sau khi giấu len xong, bây giờ ta sẽ tiến hành móc cái phần quai của cái chiếc giày như thế này. Móc một cái phần quai như thế này. Ta bắt đầu móc lên cái phần quai từ cái phần gốc này. Đưa sợi len vào trong cái hàng móc. Dùng kim đâm vào cái chân móc thứ nhất của cái phần quai ngang, đâm vào đây, móc và kéo len qua chân móc. Từ cái chân móc này các bạn móc lên cho mình 27 mũi móc xích. 3 4 5 6 7 8. Sau khi móc được 27 mũi móc xích, tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. Và móc vào cái chân móc thứ 27 một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì sau khi móc đến cuối hàng, đây là cái chân mà mình gây nên mũi móc xích. Bỏ qua cái chân móc kế bên này. Bỏ qua chân móc kế bên và móc vào cái chân bên cạnh. Đây, móc vào đây. Móc vào đây cho mình một mũi dời. Kéo và cắt len. Dùng kim đâm vào cái chân móc mà mình vừa móc mũi dời á, đâm từ phía trong ra. Móc cái sợi len thừa vào trong. Sau đó giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Giấu vào trong mũi móc. Thì đối với chiếc giày bên trái, các bạn móc cho mình từ cái mũi móc thứ ba ở cái chân móc phía bên này. Móc từ đây móc cho mình 27 mũi, sau đó móc ngược lại cho mình và dùng mũi dời nối vào cái chân móc đầu tiên. Thì sau khi giấu len vào trong cái mũi móc thì các bạn may cho mình một hàng nút ở góc phải như thế này. Đây là cái chiếc giày bên phải. Như vậy là mình đã hoàn tất được một đôi giày quai ngang cho bé với hai lớp đế như thế này. Chúc các bạn thành công.